Mình sẽ hướng dẫn bạn bài này nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ vẽ ra sơ đồ tổng của hai số là 24, chiều của hai số là 6. Nếu mình bớt đi đoạn này sao cho bằng với số bé, thì hai đoạn này sẽ bằng. Các bạn hãy nhìn vào sơ đồ đi. Sau khi bớt đi chiều dài của đoạn trên thì chúng ta sẽ có hai lần số bé là 18. Vậy một lần số bé sẽ là 4 rồi, bạn số giỏi bé lắm. là 9, mà hiệu của hai số là 6, nên số lớn sẽ là 4. Đúng rồi, bạn giỏi hai lắm. số đó sẽ là 9 và 15. Ở cách 1 thì mình đã hướng dẫn bạn cách tìm số bé thông qua cách tìm hai lần số bé. Còn ở cách 2 này, mình sẽ hướng dẫn bạn làm ngược lại là tìm hai lần số lớn trước. Tổng hai đoạn này là 24. Để tìm hai lần số lớn thì mình phải cho số bé dài ra bằng với số lớn. Mình vừa mới làm dài ra số bé để trở thành số lớn. Đố bạn hai lần số lớn là bao nhiêu vậy bạn? Đúng rồi, Hai lần bạn số giỏi lớn lắm. là 30. Vậy số lớn là bao nhiêu vậy bạn? Đúng rồi, Nãy bạn giỏi mình lắm. đã làm cho số bé dài ra thành hai lần số lớn. Bây giờ mình sẽ thu ngắn lại để trở về sơ đồ ban đầu nè. Bạn hãy tìm số bé đi. Đúng rồi, bạn Vậy giỏi lắm. hai số đó cũng tương tự như đáp số ở cách 1 là 9 và 15 thôi bạn à. Bạn đã rõ cách làm bài này rồi đó. Bạn hãy làm tiếp những câu còn lại đi nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Tuổi chị và em cộng lại được 36 tuổi còn đấy. Em kém chị đến 8 tuổi lận đó. Vậy chị được bao nhiêu tuổi và em bao nhiêu tuổi nè? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Một thư viện trường học cho học sinh mượn 65 quyển sách gồm hai loại, sách giáo khoa và sách đọc thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 17 quyển. Hỏi, thư viện đã cho học sinh mượn mỗi loại bao nhiêu quyển sách? Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Hai phân xưởng làm được 1.200 sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất làm được ít hơn phân xưởng thứ hai 120 sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu sản phẩm? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Thu hoạch từ 2 thửa ruộng được 5 tấn 2 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn ở thửa ruộng thứ hai 8 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu kg thóc? Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.